xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Nga cảnh báo các nước NATO đang đùa với lửa. Ngoài trưởng Nga cảnh báo việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Newsweek hôm 7 tháng 10 rằng họ đang thảo luận về việc cho phép lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đối với lửa theo cách này có thể dẫn đến hậu quả nguy hiểm. Như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định phù hợp dựa trên sự hiểu biết của chúng tôi về các mối đe dọa do phương Tây gây ra. Việc đưa ra kết luận sẽ tùy thuộc vào quý vị. Ngoại trưởng Lavrov cho rằng các nước phương Tây không thảo luận về việc khôi phục hòa bình tại Ukraine. Ông nói thêm, hiện tại theo chúng tôi thấy, việc khôi phục hòa bình không nằm trong kế hoạch của đối phương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn chưa thu hồi xác lệnh cấm đàm phán với Moscow. Washington và các đồng minh NATO cung cấp hỗ trợ chính trị, quân sự và tài chính cho Kiev để cuộc xung đột tiếp tục. Điều tôi muốn nói là chúng tôi đã cố gắng dập tắt cuộc khủng hoảng này trong hơn một thập niên, nhưng mỗi lần chúng tôi đưa ra các thỏa thuận trên giấy tờ phù hợp với tất cả mọi người, Kiev và các ông chủ của họ lại rút lui ông Lavrov tuyên bố. Ukraine từ lâu đã kêu gọi đồng minh phương Tây cho phép sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công tầm xa và các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Tổng thống Zelensky nhiều lần chỉ trích các đối tác phương Tây vì không cung cấp những vũ khí mà Kiev cần để đối phó với Nga. Ông cũng đổ lỗi cho việc phương Tây chậm trễ bàn giao viện trợ khiến Ukraine tổn thất lớn. Mỹ và Anh được cho là đã đến gần quyết định dỡ bỏ hạn chế lâu nay với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí viện trợ tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào liên quan tới điều đó cựu tổng thư ký nato jens stoltenberg từng cho rằng ukraine có quyền tập kích vào lãnh thổ nga với mục đích tự vệ tuy nhiên ông cũng lưu ý những rủi ro nếu phương tây quyết định cởi trói vũ khí tầm xa của ukraine phương tây hiện khá chia rẽ về ý tưởng cho phép ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tập kích mục tiêu sâu trong lãnh thổ nga các quốc gia như thụy điển phần lan canada phát tín hiệu sẵn sàng ủng hộ trong khi đức tỏ ra thận trọng Thủ tướng Đức Olaf Scholz tổ chức tuyên bố sẽ không cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Đức viện trợ để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào Nga, kể cả khi các nước khác bật đèn xanh. Hồi tháng 6, Tổng thống Putin cảnh báo Moscow có thể triển khai tên lửa thông thường trong phạm vi tấn công của Mỹ và các đồng minh châu Âu nếu họ cho phép Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây. Nga chuẩn bị ra đoàn quyết định ở Toretsk. Nga đang siết chặt vòng vây ở Sukurino và Ukraine có thể phải đầu hàng tại Torres cũng như đang mất nguồn cung cấp tại Pokrovsk là những sự kiện đáng chú ý nhất trên chiến trường trong cuối tuần qua. Trong khi sự chú ý các sự kiện chuyển hướng sang mặt trận Grano thì lực lượng Moscow đang chuẩn bị một vạc dầu xung quanh Kupiansk và trục Kupiansk. Ulovaya quân đội Nga tiếp tục tập trung tiến sâu hơn tới khu vực sông Oskin. Trong 24 giờ qua, họ được cho là đã đến làng Luskivka. Bên cạnh đó, lực lượng Moscow cũng giành chiến thắng chiến thuật ở phía nam Pistan. Các hoạt động tấn công của quân đội Nga và các khu vực phía Bắc và phía Nam của tập đoàn cứ điểm của Ukraine tại Kupiansk đang trở nên sôi động. Theo hướng Liman, lực lượng Moscow bắt đầu hoạt động trở lại ở Teni và họ cũng đã chiếm được các khu vực xa hơn phía trước ngôi làng ở Pokrovsk, giao tranh ác liệt nhất diễn ra tại Sukurino, nơi quân đội Ukraine đã bị đẩy lùi về các trang trại phía Tây. Việc chứng được ngôi làng mở ra các cơ hội mới cho Nga trong các cuộc tấn công tiếp theo. Sau khi Kostantinivska thất thủ, các cuộc tấn công trực diện của quân đội Nga vào làng Katerinivska đều không thành công. Bây giờ họ đang tiến từ phía Nam và cũng có thể đột phá từ phía Đông, theo hướng làng Antonivka và giành được vị trí Lực lượng Moscow đang siết chặt vòng vây với Sukurino và quân đội Ukraine chuẩn bị đầu hàng Torres, cũng như đang mất nguồn cung cấp tại Pokrovsk. Tuyến phòng thủ cuối cùng của lực lượng Kiev tại Susukino trong vài ngày trở lại đây vẫn là một trang trại gia cầm. Theo dữ liệu mới nhất từ thực địa, quân đội Nga đã đẩy lùi các chiến binh Ukraine tại ngôi làng vào một tối mùng 6 tháng 10, thông tin được các nguồn tin ủng hộ Kiev xác nhận. Theo đó, quân đội Ukraine đang dần mất đi nhiều vị trí dưới hỏa lực của pháo binh và không quân Nga. Đồng thời, lực lượng Moscow cắt nguồn cung cấp cho các đơn vị đồn trú của Ukraine trong khu vực Pokrovsk. Với hai đường hậu cần đã bị cắt cùng lúc, tại Torres, lực lượng Moscow đã tiến tới trung tâm thành phố và chuẩn bị cho cuộc tấn công vào những điểm quan trọng gần mỏ Centralaya Việc kiểm soát hầu hết các tòa nhà cho phép binh sĩ Nga tiến hành một đợt xung phong vào những bãi thải này, về cơ bản đảm bảo kiểm soát hoàn toàn tình hình Torres và mở ra những cơ hội mới để khống chế hỏa lực toàn bộ thành phố. Trên trục khorakhov pokrovsker lực lượng Kiev vẫn chưa thể ngăn chặn được bước tiến leo thang của đối phương tại Sukurino. Bộ Chỉ huy Ukraine thường xuyên chuyển quân dự bị đến khu định cư cố gắng bẻ vách cuộc tấn công dữ dội của Nga. Tuy nhiên, cho đến nay quân đội Ukraine vẫn chưa thành công. Và đợt tiến công tiếp theo đã diễn ra trong trung tâm Sukurino. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã đẩy được quân đồn trú Ukraine lùi lại các trang trại gia cầm. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã bắt đầu rút các đơn vị Ukraine sang khu vực phía bên kia sông Volchia. Nga nêu điều kiện tiên quyết chấm dứt xung đột với Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Newsweek được công bố hôm 7 tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow muốn chấm dứt xung đột lâu dài thay vì chỉ đạt được lệnh ngừng bắn với Ukraine. Ông Lavrov nhấn mạnh phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và Kiev nên chấn dứt các hành động thù địch, đồng thời trở lại tình trạng trung lập, không tham gia liên minh và phi hạt nhân, bảo vệ tiếng Nga và tôn trọng các quyền tự do của người Nga. Ngoại trưởng Lavrov gợi ý rằng thỏa thuận Istanbul gần như đã được các phái đoàn Nga và Ukraine thông qua vào tháng 3 năm 2022, có thể đóng vai trò là cơ sở cho một giải pháp như vậy. Vì thỏa thuận này quy định Kiev chính thức không gia nhập NATO cũng như đảm bảo an ninh cho Ukraine, trong khi thừa nhận thực tế trên thực địa ở thời điểm hiện tại. Ông Lavrov cũng nhắc lại rằng, vào tháng 6, Tổng thống Nga Putin cũng đã liệt kê các điều kiện tiên quyết cho một giải pháp hòa bình với Ukraine. Tuy nhiên, Kiev đã đáp trả bằng cách phát động một cuộc tấn công vũ trang vào tỉnh Kursk. Trong khi đó, Mỹ và các quốc gia NATO khác đã công khai tuyên bố mong muốn gây ra một chiến bại chiến lược cho Nga. Trong hoàn cảnh này, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của mình cho đến khi các mối đe dọa từ Ukraine được loại bỏ. Đồng thời lưu ý rằng, người Ukraine phải trả cái giá lớn nhất trong cuộc xung đột này. Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng, trong khi Moscow cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh Ukraine trong hơn một thập niên, những nỗ lực này nhiều lần bị Kiev và phương Tây phá hoại. Ông đề cập đến cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn năm 2014, thỏa thuận Minsk được Liên Hợp Quốc thông qua mà Ukraine, Đức, Pháp công khai tuyên bố không bao giờ có ý định tuân thủ và thỏa thuận hòa bình Istanbul vào tháng 3 năm 2022 mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối cùng từ chối ký do sức ép của Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson. Hiện tại, theo chúng tôi thấy, việc khôi phục hòa bình không nằm trong kế hoạch của đối thủ. Ông Zelensky vẫn chưa hủy bỏ xác lệnh cấm đàm phán với Moscow. Trong khi đó, Washington và các đồng minh NATO vẫn cung cấp hỗ trợ chính trị, quân sự và tài chính cho Kiev để cuộc chiến có thể tiếp diễn. Ông Lavrov nói, đồng thời cảnh báo việc đua với lửa theo cách này có thể dẫn đến hậu quả nguy hiểm. Vào tháng 3 năm 2022, Nga và Ukraine đã tiến hành các cuộc đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Theo dự thảo thỏa thuận, Ukraine cam kết trung lập vĩnh viễn, cắt giảm quân đội để nhận được những cam kết an ninh. Thỏa thuận bao gồm các nghĩa vụ của Ukraine về vị thế trung lập không liên kết và từ chối triển khai vũ khí của nước ngoài, bao gồm cả vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Nga cho rằng đàm phán đổ vỡ và phút chót. Và Ukraine đã từ chối ký vào dự thảo thỏa thuận sau khi lãnh đạo phương Tây hối thúc Kiev tiếp tục chiến đấu. Cuối năm 2022, Tổng thống Zelensky ban hành xác lệnh cấm đàm phán với chính quyền của Tổng thống Putin. Ông Zelensky cũng đưa ra công thức hòa bình 10 điểm, trong đó có điều khoản yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine. Kiev coi đây là nền tảng cho bất cứ cuộc hòa đàm nào. Trong khi đó, Nga tuyên bố mọi đàm phán phải dựa trên thực tế mới về lãnh thổ nghĩa là Ukraine phải công nhận các vùng lãnh thổ đã sắp nhập vào Nga.